Mở đầu clip là pha bẻ lái thuyền ôm cua của nam thanh niên ở miền Tây đi vào lòng sông, khiến nhiều người xem không nhịn được cười. Cụ thể chắc do xem phim Mỹ quá nhiều nên quay đầu thuyền thay vì giảm tốc độ, nam thanh niên đã vặn hết ga hết số. Kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Bài học bẻ lái phanh gấp thì chỉ có lật thuyền thôi nhé. Ha ha, một cư dân mạng bình luận hài hước. Mới vào thôi đã thấy học mẫu giáo mà đã máu rồi. Nhìn thôi đủ biết chơi chớp chớp quá liều quy định. Cơ mà cũng có triển vọng đấy. Nhảy dẻo như múa. Đúng là không đẻ con gái đời không nể các ông ạ. À, có tương lai đấy con gái ạ. À, tôi tin bạn là người nghèo tiền bạc chứ không nghèo tình cảm. Gặp cảnh này không nên lướt qua như người xa lạ nha anh em. Cho đi không phải là mất, mà cho đi là còn mãi. Thời nay cũng lạ, vào quán karaoke không chịu hát mà vịnh nhau làm gì nhỉ? Đây là trường hợp cả người vịnh chứ không chỉ là tay vịnh. Riêng cái đầu thì lựa chỗ vịnh hơi êm nha. Giờ này thì hồn phách cứ phải gọi là bay lên mây chứ có biết gì nữa đâu. Ôi bạn ơi, đừng để rơi vào cảnh lam lũ vất vả không ai biết. Đầu vịnh một hôm cả sớm hay. Con sò này lạ ghê, thuộc hàng khủng đây. Anh em đã biết cách đi tiện hồ bơi đúng cách chứ? Đi tiện hồ bơi mà không bị ướt thì đời không nể đâu anh em ạ. À, té phán lệch dây luôn. Mà dây gì thì tôi không nói, anh em tự xem nha. Khi một đứa mập và một đứa ốm chơi với nhau thì thằng ốm ao tu bị lừa làm trò con bò. À không, cái này phải là trò con khỉ mới đúng. Người ngợm gì mà nhẹ như lá mít, người ta ôm dễ như ăn kẹo. Rồi giờ chí chóe lên thấy giống khỉ thật. Có thằng bạn phước đức quá, nhờ nó mà được pha đu cây muốn rách cái quần, bể cái mông. Đúng là sức mạnh xui khiến của con quỷ tình yêu thật đáng sợ. Đâu ai có người yêu để cõng đầu biết. Thôi ông anh ơi, để sức ấy mà nghỉ ngơi cho khỏe. Ai lại đi cõng vợ thằng khác thế? Còng lưng chăm vợ đứa khác rồi có ngày ngồi ôm thằng ân con bà hận đây. Té xuống nước phát cho tỉnh táo, giữ cái đầu lạnh đi nào. Một pha bưng mâm phải gọi là đi vào lòng đất. Sao mày ngu thế hả? Kể từ giây phút cái nồi ấp xuống, anh đã biết viết chữ thế nào là tội đồ. Bơi thuyền mà thằng bạn cho bơi lội, lội ướt muốn tụ cái quần. Anh chồng quốc dân cao to đen thơm giỏi chống đẩy trong lòng các chị em đây rồi. Người cứ phải gọi là cứng như được đúc bê tông. Chiếc xe đã trâu như thế rồi cũng phải chịu thua thân xác này thì xe nào chở nổi nữa. Cùng xe màn biểu diễn nhào lộn đầu xuống sân. Cố gắng, chúc em may mắn lần sau. Cho 10 điểm về chỗ quỳ. Ôi dài ơi. Phụ nữ đúng là những niềm đau. Lừa tình nhau quá chị ơi. Tin ai thì tin, đừng tin những gì con gái nói. Và đừng học theo những gì con gái làm. Còn vì sao thì anh trai, đây là một ví dụ điển hình. Vì sao chân lỡ bước trót dạy tin lời người con gái ấy mà anh được phen làm trò hề cho cả nước. Đi tập thể dục hay đi tấu hài vậy mấy má? Tự nhiên đang đi ngồi thụp xuống như ngồi ẻ. Cười bò cười lăn cười lộn ra đớn là có thật các ông ạ. À, đi làm gặp phải mấy thánh phá đám này chắc cũng dễ nổi máu sản hậu lắm. Thôi xong, còn gì nữa là cái màn nhĩ với cả màn thầu, như súng nổ bên tai. Cái này là đột ngột gen chứ đột biến gen gì nổi. Cái cây hoàn cảnh nhất mà tôi từng thấy, cao như cây sào mà lá thì chả thấy đâu. Chắc là cây xanh lai với cây trụ điện nên mới ra nông nổi này. Ô hay, tôi nghe tiếng loảng xoảng đâu đây? Có lẽ phải nói lời chia buồn với chiếc ô tô kia rồi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Làm gì mà cứ phải khổ thế? Lòng tha lòng thòng như mèo tha dưa cải. Trụ điện bắt điện từ thiên đàng hay sao mà dài khủng thế?
Cây trụ này mà dựng lên, ông trời không thể ngồi yên được với nó luôn. Cứ phải gọi là chọc thủng trời. Nó dài lê thê như kế hoạch đi du lịch cùng nhau của tôi và con bạn thân. Ông xe cẩu mà tha nổi cây trụ đứng lên thì tôi xin phục sát đó. Cỡ kìa, kéo muốn bay cái nền ra. Anh tài xế chắc cũng 3 phần bất lực, 7 phần muốn đạp cây trụ này luôn. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi cái kết cây trụ nằm liệt dưới đất. Anh đẹp trai ơi, cẩn thận kẻ búa vào tay đấy. Bình tĩnh, không có gì phải vội. Người Hà Nội không vội được đâu. Mà vội thì nhận ngay một quả tự vả vào mặt thôi. Ta nói thốn từ rốn tới tâm hồn luôn. Phóng phi tiêu trúng bong bóng là xưa rồi. Phóng phi tiêu mà bay vào mặt ông chủ mới sợ. Một pha phóng phi tiêu khiến ông chủ cạn lời vì thốn quá thốn nên không thốn nên lời luôn. Màn phóng phi tiêu động hơn cả rắn đã chính thức khép lại câu chuyện cười ra nước mắt của Channel. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh chị em.